Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin dữ liệu Hòa Thiêu cho thấy tử vong cúm tại Vũ Hán có thể hàng chục ngàn ca, lớn hơn rất nhiều lần so với con số mà chính phủ Trung Quốc đã công bố. Những hũ tro cốt chất đống tại nhà quan Vũ Hán, tỷ lệ Hòa Thiêu chính thức của thành phố và các báo cáo về hệ thống chăm sóc y tế quá tải đã gây nên những con số suy đoán là con số người chết thực sự vì cúm tại Vũ Hán có thể lên đến hàng chục ngàn người. Dù rằng chính phủ của Trung Quốc cho biết chỉ có 2.535 người chết trong tổng số hơn 50.000 ca lây nhiễm cúm Vũ Hán tại đây. Loại cúm Vũ Hán đã bùng phát được ghi nhận lần đầu tiên ngay tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 12 năm 2019 trước khi lan truyền trên toàn cầu và đã giết chết hơn 33.000 người tính đến ngày 29 tháng 3 và con số này tiếp tục tăng lên hàng ngàn người mỗi ngày. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson công khai nói rằng Trung Quốc đã lan truyền thông tin sai lệch. Ông tin rằng con số ca nhiễm cúm Vũ Hán cao gấp 40 lần tuyên bố chính thức của chính phủ Trung Quốc. Những biện pháp chế ngự tích cực của Trung Quốc đã làm chậm đà lây lan của cúm Vũ Hán trong nước, với số ca nhiễm giảm trong vài tuần qua. Cho đến nay, Bắc Kinh đã xác nhận gần 81.000 ca nhiễm và 3.300 người chết, hầu hết tại Vũ Hán, trung tâm bùng phát của cúm chủng mới. Tuy nhiên, nhiều người, kể cả các chính trị gia Mỹ, cáo buộc Trung Quốc đã hạ thấp số người chết vì cúm Vũ Hán. Những nghi ngờ của họ phát sinh từ những nỗ lực che giấu sự nghiêm trọng của dịch bệnh ngay từ đầu. Trước khi bệnh này lan rộng, rãi ra nước ngoài và từ nhiều lần Trung Quốc xét duyệt lại cách thức đếm những công thức và những ca bị nhiễm và chết ở trong nước. Hệ thống y tế của Vũ Hán đã quá tải trong thời kỳ dịch bệnh lên đến cao điểm tại Trung Quốc, gây thêm những nghi vấn về con số tử vong được chính thức thông báo là chỉ có 2.535 ca mà thôi. Trong quý 4 năm 2019, Vũ Hán cũng chứng kiến 56.007 vụ hỏa thiêu, cao hơn 1.583 vụ so với quý 4 năm 2018 và hơn 2.231 vụ so với quý 4 năm 2017. Theo dữ liệu do cơ quan dân sự của Vũ Hán đã công bố như vậy. Vào năm 2019, dân số của Vũ Hán chỉ tăng có 1,1% so với năm 2018. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, những con số này có thể cho thấy là cúm Vũ Hán xuất hiện vào tháng 12, làm cho con số người chết gia tăng, một khuynh hướng chắc chắn đã kéo sang quý 1 của năm 2020. Và các hình ảnh được loan truyền trên truyền thông mạng xã hội ở Trung Quốc trong tuần này cho thấy những hũ tro cốt được gửi về tâm dịch sau khi các gia đình mất người thân vì cúm Vũ Hán được chỉ thị thu nhặt tro cốt tại những nhà quàng địa phương trong thành phố. Đây là hình ảnh người dân đứng dài xếp hàng trước cổng nhà tang lễ ở Hán Khẩu ở Vũ Hán để nhận lại tro cốt của người thân. Những hình ảnh này gây nên những nghi ngờ về con số tử vong thực sự vì cúm Vũ Hán tại Trung Quốc. Người dân trong nước và những chỉ trích quốc tế dựa vào số lượng các hũ tro cốt để báo cáo buộc chính phủ Trung Quốc gian dối về con số thống kê. Newsweek liên lạc bằng email với văn phòng đại sứ Trung Quốc ở Mỹ Thôi Thiên Khải để yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao cũng được sự tiếp xúc để yêu cầu đưa ra nhận xét, nhưng cho tới giờ, báo phát hành vẫn chưa nhận được câu trả lời. Các xe tải giao khoảng 2.500 hũ tro cốt hai ngày 25-26 tháng 3 tại một trong 8 nhà quan ở địa phương. Một tài xế nói với hãng tin Trung Quốc CanSin như vậy. Hãng tin này cũng công bố một ảnh khác cho thấy 3.500 hũ tro cốt khác chất đống trong cơ sở này. Con số các hũ tro cốt đưa về riêng một nhà quan này thôi đã cao hơn nhiều so với tổng số tử vong vì cúm Vũ Hán do thành phố đưa ra. Có tin nói số tử vong không tính đếm những người chết trước khi được xét nghiệm về cúm Vũ Hán. Nhân viên y tế được phỏng vấn cũng cho biết nhiều người không được xét nghiệm vì bệnh viện Vũ Hán đã quá tải. Và một số dân cư ở Vũ Hán ước lượng là tổng số người chết có thể là 26.000 người, căn cứ vào số lượng các hũ tro cốt được chuyển giao và phân phối trên toàn tỉnh này. Đây là hình ảnh báo mạng Caixin.com của Trung Quốc có tin chỉ riêng nhà tang lễ Hán Khẩu, tức là Hán Khẩu, trong 2 ngày đã có 5.000 lọ tro cốt được nhận,
gấp đôi so với người Vũ Hán bị thiệt mạng mà Trung Quốc đã công bố trước đó. Những người sử dụng truyền thông xã hội Trung Quốc nói 7 nhà quan tại Vũ Hán đã phân phối trung bình 3.500 hũ cho cốt mỗi ngày từ ngày 23 tháng 3 cho đến ngày 14 tháng 4 là lễ thanh minh tảo mộ truyền thống. Với ước lượng này, 42.000 hũ cho cốt sẽ được giao trong thời gian 12 ngày. Bằng cách hạ giảm con số tử vong tại Vũ Hán vào khoảng 16.000 người, căn cứ trên tỷ lệ tử vong hàng năm của Trung Quốc trong 2 tháng rưỡi, họ ước tính đoán là các hũ cho cốt cho thấy là cúm Vũ Hán có thể gây ra khoảng 26.000 ca tử vong. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có cả thảy bao nhiêu hũ cho cốt được sử dụng. Phép tính căn cứ trên các hũ cho cốt, giả thuyết và truyền thông xã hội không phải là chính xác tuyệt đối, nhưng nó cho phép ước lượng số người chết thực sự và củng cố thêm hoài nghi của một số người về tính chính xác của các báo cáo chính thức từ chính phủ Trung Quốc đưa ra. Thượng nghị sĩ Cộng hòa của Mỹ Tom Cotton vào ngày 29 tháng 3 năm 2020 nhắc đến việc chuyển giao những hũ cho cốt để cáo buộc Trung Quốc không trung thực về tác động của cúm Vũ Hán. Ông nói, chỉ riêng một nhà quan tại Vũ Hán thôi được báo cáo đặt mua số hũ cho cốt trong 2 ngày đã nhiều hơn con số Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo về số tử vong trên toàn quốc. Ông viết trên trang tweet của mình như vậy và nói tiếp, tôi chắc chắn là bạn bị sốc trước bằng chứng về sự gian dối của Trung Quốc. Và Trung Quốc đã giảm hơn 21 triệu thuê bao điện thoại di động kể từ đầu năm 2020 đến nay, theo tuyên bố vào ngày 19 tháng 3 của chính quyền Bắc Kinh như vậy. Nhiều nhận định cho rằng có khả năng những ca tử vong do cúm Vũ Hán chiếm một phần trong số lượng thuê bao ngừng hoạt động này. Đây là hình ảnh bảng thống kê số liệu 3 nhà mạng lớn nhất của Trung Quốc đã giảm 21 triệu thuê bao di động vào 2 tháng đầu năm 2020, trong khi năm ngoái số liệu tăng hơn những 15 triệu. Điện thoại di động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày ở Trung Quốc. Người dân sử dụng điện thoại di động để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày như mua sắm, mua vé tàu xe, thanh toán hóa đơn và nhiều việc khác. Cùng các yêu cầu của chính phủ về lương hưu và an sinh xã hội. Ông Thăng, một nhà bình luận của Trung Quốc sống tại Hoa Kỳ, vào ngày 21 tháng 3, nói rằng chính quyền Trung Quốc yêu cầu tất cả người dân Trung Quốc sử dụng điện thoại di động để họ tạo mã sức khỏe. Hiện tại, chỉ có người Trung Quốc nào có mã sức khỏe xanh mới được phép di chuyển tại Trung Quốc. Ông nói tiếp, gần như là không thể hủy đi thuê bao điện thoại của mình, ông Tăng đã nói như vậy. Ngoài ra, tài khoản ngân hàng và tài khoản an sinh xã hội của người dân Trung Quốc cũng gắn liền với số điện thoại thuê bao. Theo dữ liệu của cả 3 mạng di động điện thoại của Trung Quốc, số thuê bao di động liên tục tăng vào các tháng trước đó, nhưng đã giảm mạnh vào từ đầu năm 2020. China Mobile là nhà mạng lớn nhất, nắm giữ khoảng 60% thị phần. China Mobile đã mất 8,11 triệu thuê bao trong tháng 1 và tháng 2. Sự tụt giảm mạnh này là một điều rất bất thường. Và China Telecom với khoảng 21% thị phần di động đã ghi nhận cũng mất 5,6 triệu thuê bao trong tháng 1 và tháng 2. China Unicom với khoảng 19% thị phần di động mất 7,7 triệu người trong tháng 2. Đây là hình ảnh cựu chủ tịch một tập đoàn bất động sản Trung Quốc Nhậm Chí Cường, người từng lên tiếng phê phán chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gọi ông Tập là một tay hề đã biến mất. Theo hãng thông tấn Reuters đã dẫn nguồn từ bạn bè của ông cho hay như vậy. Trước sự sụt giảm bất thường này, nhiều câu hỏi đã được đặt ra, trong đó các nghi vấn về số lượng tài khoản điện thoại di động giảm mạnh. Có phải là do tài khoản của những người đã chết vì cúm Vũ Hán bị đóng lại hay không? Ông Tăng cho biết có thể một số lao động nhập cư đã có 2 số điện thoại di động. Vào tháng 2, họ có thể đóng thuê bao công việc vì không thể đến thành phố làm việc do lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 3, Trung Quốc đã báo 90% lao động trên cả nước, trừ tỉnh Hồ Bắc đã trở lại làm việc như bình thường. Nếu có 10% tài khoản di động bị đóng vì người dùng đã chết vì cúm Vũ Hán, thì số người chết sẽ là 2 triệu, ông Tăng ước tính. So sánh với tình hình ở Ý cũng cho thấy Trung Quốc đã không báo cáo đầy đủ về số người chết. Ý cũng áp dụng các biện pháp ngăn cản và ngăn chặn khá tương tự như Trung Quốc. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của Ý ở mức 9%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 4% tại Trung Quốc. Do thiếu dữ liệu, nên số người chết thực sự ở Trung Quốc
vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn là một bí mật. Tuy nhiên, việc hơn 21 triệu thuê bao điện thoại di động biến mất đã cho thấy số người chết thực sự có thể cao hơn rất nhiều so với con số chính thức mà chính phủ Trung Quốc đã đưa ra. Và vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, một trong những quan chức cấp cao của nước này, đến tỉnh Hồ Bắc, cùng với sự hộ tống của các quan địa phương, bà Phó Thủ tướng đã thị sát khu phức hợp biệt lập ở quận Vũ Hán. Đây là hình ảnh thống kê mới nhất vào ngày 2 tháng 4 năm 2020 cho thấy toàn thế giới có gần 1 triệu người nhiễm cúm Vũ Hán và gần 50.000 người chết. Tỷ lệ tử vong trung bình toàn thế giới được thống kê nhiều ngày là vào khoảng từ 4 đến 5%, nhưng Trung Quốc công bố tỷ lệ tử vong đều đặn chỉ ở mức có 2% mà thôi. Nhưng khi các quan chức lãnh đạo đang dạo quanh khu phức hợp để đánh giá các biện pháp khử trùng cũng như chế độ cung cấp thực phẩm cho người dân bị cách ly, có lẽ họ chẳng mong đợi phải nghe những tiếng la hét phẫn nộ từ các tòa nhà cao vọng xuống như đồ giả dối, và các cư dân trong khu phức hợp vốn không được phép xuống dưới đã mở cửa sổ ra và hét lớn như sau: giả dối, tất cả đều là giả, chúng tôi phản đối, mọi người đang phải trả tiền cho thực phẩm đắt đỏ. Các cư dân đã hét lớn cho biết rằng chính quyền Trung Quốc đã bỏ mặc người dân phải đối mặt với sự thiếu thốn các nhu yếu phẩm. Các video mà Global Times đăng tải tương phản với những gì mà truyền thông nhà nước hàng ngày ra giả đưa tin, rằng chính quyền luôn cung ứng đầy đủ vật giá ổn định cho nhân dân. Dối trá đã trở thành thói quen của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đem lại ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Việc một quan chức cấp cao của Bắc Kinh đi thị sát tại Vũ Hán, ổ dịch nguy hiểm nhất của thế giới, đã gửi đến người dân Trung Quốc thông điệp rằng chính phủ đã nỗ lực đầy đủ để đẩy lùi bệnh dịch trên toàn quốc và đã đến lúc công ty, hãng xưởng và người lao động quay trở lại làm việc, kinh doanh như thường lệ. Nhưng các cơ quan tình báo Mỹ đã gửi báo cáo mật về cúm Vũ Hán cho Nhà Trắng hồi đầu tuần vừa qua cho biết nhiều thông tin mới. Hãng tin Bloomberg vào ngày 1 tháng 4 đã dẫn lời nguồn tin tiết lộ báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ kết luận chính phủ Trung Quốc cố tình công bố số liệu không đầy đủ. Hai quan chức tình báo Mỹ nói với Bloomberg rằng báo cáo kết luận số liệu công bố chính thức của Trung Quốc là giả mạo. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de